Các bác, đây là cái hộp hàng của một bác bác Bảy. Địa chỉ của bác em sẽ phải che đi, các bác thông cảm nhé. Bác Bảy ở thành phố Ninh Ninh Bình. Ninh Bình đó, bác gửi cho em đó. Thì hàng của bác ấy, bác ấy gửi cho em ấy thì cước gửi khá là rẻ các bác, cước gửi có 15.600 thôi. Đó. Đó, rồi. Thì trong này bác ấy, thì đây là cái đồng hồ của bác này. À, thì cái đồng hồ này trước tiên là nó không có mặt kính này, mất mặt kính này. À, mặt kính. Thứ hai nữa là cái kim dây này các bác này. Cái kim dây này nó bị cong này. Kim dây này em sẽ kiếm một cái kim dây khác thay cho bác ấy. Còn bộ kim này em sẽ vệ sinh và nắn lại bộ kim này cho bác ấy. Đây này, bộ kim này nếu mà nhìn nghiêng nó bị cong này. Còn cái mặt số này bác ấy bảo là vệ sinh ấy thì không vệ sinh gì đâu nhá. Mặt số để nguyên thôi bác ạ. Mặt số để nguyên thôi. Đó, không 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 khắc phục được. Đấy, thế này, trước tiên em làm em xử lý luôn cái bộ kim này cho bác ấy. Đấy, cho nó xong trước đi. Đó, cái nào làm trước này là làm luôn. Đó, đây là bộ kim của bác ấy. Thì em sẽ xử lý luôn, làm luôn cái này cho bác ấy. Thì đây là cái kim, cái này, cái kim này chân nó bị rỗng rồi này. Này, chân này bị méo rồi các bác, bị méo rồi. Đó, thì em sẽ nắn lại một chút cho bác ấy. Đấy, thứ hai là kim dây này đang bị cong này. Đang bị cong này. Đấy, tạm thời thế thôi. Tạm tạm thôi. Cái này chắc là không hiểu là bác hay là ai, chắc là bác ấy làm. Đấy, giờ em sẽ vệ sinh lại cái kim này. Lau lại cái kim cho nó sáng. Đấy, các bác thấy nó sáng kim này, đúng không? Sáng kim này ngay lập tức. Đó, rồi em sẽ lắp cái kim này vào. Trước khi lắp em phải quay cho nó nhảy lịch đã. Đó, phải cho nó nhảy lịch cho các bác nhé. Cái này em quay em thấy là có một cái đặc điểm là không thấy lịch nhảy nhé bác nhé, không thấy lịch nhảy nhé. Đó, không thấy lịch nhảy tí nào cả. Rồi, cái này em sẽ tháo ra lau dầu và em sẽ kiểm tra cái phần lịch cho bác ấy. Đó, nhưng mà không thấy lịch nhảy tí nào cả. Khi mình quay đây, em sẽ lắp kim vào cho các bác nhìn nhé. Lắp thử kim này các bác nhìn để minh chứng cái điều em nói là không lịch không nhảy. Đó, vẫn là số 30 nhé, không thể nhảy tí nào cả. Đó, đó, lịch của bác không nhảy nhé. Đó, đang bị lỗi đấy, đúng không nhỉ? Đấy, rồi, thế thì em sẽ từ từ đã. Em mới lắp kim đã. Rồi, em sẽ vệ sinh qua cái kim dây cho bác ấy đã. Đây, kim dây của bác ấy đây. À, kim phút, xin lỗi. Còn kim dây em sẽ kiếm một cái kim khác cho bác ấy. Đó. Đó, và đây kim dây. Kim dây này là kim ngắn quá, em phải kiếm cái kim khác cho bác ấy. Nhưng mà cứ lắp vào để kiểm tra. Đây, đầu kim nó đang dính cái lông tơ này các bác này. Đó, nó bay mình phải nhặt ra. Không sẽ gây ra kẹt 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 máy đấy. Đó, tạm thời thế này là ok. Nhưng mà em sẽ lấy giờ để em theo dõi đã. À, nhưng mà chắc chắn là lịch không nhảy nhé bác nhé. Đây, em thấy là cái bánh 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 cái kim này có vấn đề này. Anh đây, này các bác nhìn thấy cái bánh hồi giờ này chắc không có vấn đề rồi. Đấy, đấy, đấy. Lấy giờ nó cứ giật lại này, này có vấn đề. Máy này có vấn đề. Đó, bên này thì không vấn đề gì cả. Đó. Đấy. Và cái việc bắt bệnh rất quan trọng. Quan trọng hơn là sửa luôn. Đó, các bạn thấy cái kim giờ này nó có vấn đề. Đó. Đúng không? Bây giờ phải tháo ra kiểm tra thì mình biết được.
Mặc dù máy vẫn đang chạy nhé. Đó. Rồi, chào các bác.